mà là tự mới chế ra rất là hay lắm. Mình sẽ cho mọi người thôi thử nha. Đây là một cái kiếm mình tự chế, không phải tự chế, một kiếm mình đặt hàng. Thì mình thấy nó rất là hay. Để mình thử, mình test thử. Mình test thử cái kiếm này thử như thế nào nha. Cái kiếm này thì có cái hay là nó có thể chống được Ice Stone một phần nào đó thôi. Một phần nào đó. Đây là cái kiếm nha. Thường thường á mình bình thường là mình không có xài, mình thử nó thử là thử nó mẫu thử, mình thấy cái size rất là ok, đó. Và nãy mình đã test cho người ta ho thử rồi, để mình test thử thêm một lần nữa mọi người xem thử nha. Nó có bị ố không? Đây là test thử mình xem thử nha. Nói về đổ thì mình khi mà Aston đổ vào đó, thì mình nếu mà đổ vô mà để một xí cũng sao hết á, đừng để lâu quá theo là suy nghĩ của mình. Này là cái kiến này đã test sẵn rồi ha. Đây đó, thì mình đã thử rồi. Khi mà các bạn đổ vô đừng để lâu quá. Hello, đây anh lại cho con coi thử nha. Đây là cái kiến này, nó đã xong rồi, các bạn thấy không, nó đã xong rồi đó. Bây giờ là sẽ test cho thử nha. Đây. Cho mình lấy đây là một cái background đi ha. Cái background mình sẽ lấy bên này đi. Đây. Đây cái background của mình. Con đã lấy xíu là sẽ test thử. Đây, mình sẽ test thử nha. Đây, đây là một background nha. Đây cái background nha, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ xịt thử, tại vì mình sẽ đây mình sẽ thấy hết này. Mình sẽ lấy alcohol. Một dạng alcohol của mình nha, mình thử nha. Mình thử coi cái độ nó như thế nào. Đây là cái bình alcohol mình hay làm work home. Đây. Cảm thấy alcohol. Đây anh đây không phải alcohol mà đây là một loại Aston rất là mạnh. Mình rất thích cái loại này. Tại cái loại này rất là mạnh. Khi mà các bạn thích up nail cũng rất là mạnh nữa. Và bây giờ mình sẽ thử nha. Mình sẽ thử được cái độ grit của nó như thế nào nha. Rồi. Đây. Các bạn thấy cái tấm này không? Cái tấm mình để sẵn này ha. Mình test qua thử rồi. Mình sẽ có một cái tờ cọc giấy, thì khi mình lấy tờ giấy á, mình sẽ lấy một cái loại giấy rất là đặc biệt của mình nha. Cái giấy đặc biệt. Đây. Cái giấy này thử nha. Thường thường á, các bạn làm cái này các bạn phải dùng một cái loại giấy đặc biệt nha, đừng có dùng một loại giấy nào hết. Cái giấy này á, là thường thường nó không bị ra lông. Nhớ nha, khi mà liên kiến á, đừng có dùng cái giấy mà bị có lông. Tại có lông á, các bạn cứ chùi hoài chùi mãi á, thì cái kiến của mình nó bị dơ. Rồi thẩm thì các bạn phải xài đi rồi tới hoài hai chast nail nha. Rồi bây giờ là sẽ thử con coi thử này ha. Đó, thì trước khi Alex đổ, Alex sẽ để xuống cái nền này. Alex sẽ để xuống cái nền nhà Alex nha. Đây là một cái nền nha. Cảm thấy cái nền không? Cái nền rõ ràng nha. Để xuống này ha. Rồi Alex sẽ múc cái Arslan để ra này nha. Tại cái này mình chỉ có một mình nên mình không có làm mà mình tự quay được, nên các bạn cũng thông cảm nha. Để mình bỏ thử coi. Đây. Các bạn thấy không? Cái kiến đã có sẵn này ha. Rồi anh bỏ trên nó là bỏ thử nha. Đây. Đây là cái ai xuống các bạn thấy đó là đổ rõ ràng nha. Mình đổ lên. Tại vì cái kiến này á, nói chung là nó chỉ dùng được tạm thời vài tháng thôi. Chứ sau này thật sự sau này cũng không có dùng nhiều. Nhưng mà bây giờ cái dịch hạnh này rất là sợ. Không phải là mình không xài, không mà nó xài, nhưng mà để bảo vệ cho khách và cho thợ. Chứ nếu mà ai cũng bị nữa, mất công là mình phải ở nhà nữa. Rồi thứ hai nữa là khi mà cái tiệm nó bị một cái, nó sát đau là mình phải ở nhà nữa. Tại vì thật sự cái nghề thẩm mỹ của mình á, là mình cần phải làm đẹp rất là nhiều. Nên mình hạn chế qua cái mùa dịch này. Con thấy Alex đổ ra không? Alex để lâu nha. Alex đổ thêm nó đi. Rồi mình để lên vậy nha. Rồi còn thấy không, đó là sẽ đổ, có thể là đổ không, đổ rõ ràng nha. Rồi mình phải dùng một cái loại giấy này, giấy đặc biệt. Cái giấy này là dùng để mình bỏ lên nha, các bạn nhìn nè. Đây mình sẽ bỏ lên đó, thì khi mình lau và
Các bạn nhớ là đừng có để lâu quá nha, đừng có để lâu quá. Và mình có thể bỏ lên ăn cái ho aso mì trà luôn cũng được nữa. Đó. Theo quan niệm mà lịch chia sẻ thì ra lịch thử rồi. Cái này có người tặng cho mình thôi. Mình về mình test cái hàng thử nước hay không. Tại vì người ta nói là cái acetone dính lên không có sao hết. Nói chung mà chùi liền này kia không sao, mà là thấy nè, các bạn thấy không, nó trong veo luôn, nó không bị gì hết này. Thấy không? Thì tấm này hình như bán là 55 đồng hay 50 đồng lực nhớ này. Tặng cho mình thì mình xài thử. Đó các bạn thấy không? Nó không bị luôn. Nó rất là trong. Đó. Với lại mình đừng có để lâu quá thôi, khi mà bị cái mình lau liền ha, để maximum 1 phút thì không sao, mà để mà các bạn để mà từ đây qua ngày mai tất nhiên là cái gì cũng vậy rồi. Khi mà mình để đồ ăn hay để xăng gì cũng vậy, mà mình để until ngày mai tất nhiên cái chemical nó sẽ burn. Sometimes cái đinh đi, mình nói đơn giản cái đinh đi. Cái đinh mà nó rét đi nữa mà các bạn để trong cái hũ mà để ngày mai cái đinh nó cũng bị rét chứ đừng nói là cái bản nhựa đúng không? Đó giờ là test này ha. Sau khi xong rồi á thì ai lại sử dụng một cái gọi là gì? Alcohol này ha, là không phải alcohol mà cái này gọi là nước rửa kiến. À, mình dùng rất hay. Thì mỗi người cắt xong mình sẽ dùng lên, các bạn để ý nha. Mình sẽ xịt lên. Mình chỉ bạn thấy không? Xịt lên xong rồi xong mình lau. Các bạn thấy không? Đây mình xịt lên thấy không? Xong mình lau. Anh là thấy cái này rất là hay. Rất là hay. Tại vì anh có cái studio tại nhà nên là thử luôn. À, nó rất là sạch. Rồi, very good. Bước thứ hai nữa, cái này cũng có cái hay là nó cũng không có nặng lắm. Nên sometimes thì nếu mà nó có rớt cũng đến nổi, chứ nếu mà nó nặng quá thì nó rớt cũng nguy hiểm người ta. Đó. Nhưng mà các bạn nhớ nha, các bạn phải carry thêm một điều nữa là các bạn phải nhớ dán một cái label hay là dán một cái tờ giấy chỗ cái kiến á, là ghi chữ warning, don't touch it, and warning the baby, có nghĩa là em bé đừng cho nó đụng vào. Lỡ may mà nó rớt xuống hay gì quá đáng vừa, mình không, cái chuyện đó mình không biết trước được. Nhưng mà lỡ may nó xuống mình hay kia, tất cả cái gì cũng vậy đó, mình bỏ trên bàn, thậm chí cái máy dũa cũng vậy nữa. Nếu mà trong cái máy dũa nó có cái label đi thì tất nhiên khi mình rớt nó bị hư thì mình không có thể làm kêu tao bồi thường được hết á. Tại vì tất cả cái gì họ làm họ cũng đều có một cái label ha. Thì các bạn nhớ lưu ý thêm một điều nữa. Này các bạn thấy không? Nó rất là sạch, nó không có bị gì hết này. Very good. Rồi. Mình tắt vậy là xong rồi ha. Đó, rồi sau khi xong rồi mình sẽ bỏ vô lên kia lại thử cái bàn nha. Mình lên lại thử cái bàn được rồi. Là cái bàn. Tấm này hả? Tấm này Alex không biết bao nhiêu đây, Alex có test là cho con tập Alex báo cho. À, không có bán nhưng mà bên mình sẽ hỏi giùm cho. Đây. Để mình phóng cái màn hình ra xí nha. Đây. Xong sau khi xong đúng không? Thì nó có cho mình hai tấm này. Cái này thì là đóng cái gỗ là để livestream, để đặt bỏ cái máy camera xuống cho nó chắc để nó không bị rung. Thì tại nếu bỏ cái lên, tại ở nhà mình làm, mình hay làm livestream này cho hay là làm video cho mọi người, tại sao mình bỏ. Chứ xong tham mình cũng khỏi cần. Mình cầm hai tấm mình bỏ vô. Như đây. Các bạn nào mà order thì cứ để số nha. Rồi. Rồi bên này cũng vậy. Thấy không? Rất là hay. Thì sau khi mà mùa dịch xong rồi á, mình có thể mình đem cách. Ha. Mình có thể đem cách rồi mình không cần xài cũng được, mình đem cách cũng được đấy, tùy các bạn. Đó. Thấy không? Vậy là xong rồi đó. Ừ. Nó rất là hay lắm, nó cũng đến nổi ha, và cái tay mình sẽ đúp vô. Rồi sau mình cắt cũng được nữa. Cái tấm này là mất bao nhiêu tiền để lịch hỏi cho tất cả ai mà hỏi cái này thì nhớ cho mình số điện thoại đi, rồi mình có gì mình gửi số điện thoại cho mua ha. Thì vậy là xong rồi đó, các bạn thấy không, rất là đẹp ha, rất là đẹp đó, rất là đẹp. Rồi sau khi mình bỏ xong là mình bỏ, sau khi mình sơ vật xong mình cắt, thì tới đến khi mà hết mùa dịch rồi á thì mình đem mình cắt luôn, mình đem mình cắt hay là mình hay là đại khái mình làm một cái nghề khác cái gì đó mình cũng carry đem theo luôn ha. Đại khái như làm thuế này, làm thuế bây giờ cũng sợ này, làm thuế, làm cái gì mà người đối người là phải có cái bản này hết. Nhớ nha chị, hai chị nha. Rồi, giờ là xong rồi ha. Đó là test xong hết rồi. Đó, thì bạn nào muốn hỏi nữa thì mình sẽ chỉ cho ha, chỉ cho chỗ mua. Đó, giờ là xong rồi ha. Đó, ngoài ra nữa thì lâu lâu á, các bạn rửa, các bạn thấy này, các bạn đừng có dùng cái này, các bạn dùng cái nước rửa, cái nước này này ha. Các bạn xịt vào, các bạn thấy không, xịt vào như thế này. Này ha, mỗi con khách xong phải xịt nha, cái là cái an toàn nhất. Tại vì á, đôi khi á, cái con corona này á, nó dính trên kiến, nó đặc biệt của nó là dính trên kiến, các bạn phải lưu ý không, nó dính trên kiến nên mình phải xịt, nhưng mà phải dùng cái tấm vải đặc biệt nha. Cái giấy này á, là một cái loại giấy rất là đặc biệt. Cái giấy này không phải là giấy mà nó thuộc dạng giống như lụa vậy đó, và mình có thể xài cho khăn nóng, rồi mình dùng cho chân, rồi mình chà bàn, rồi mình chà cửa sổ, mình lau đủ thứ hết, phải không? Mình lau cửa sổ, lau nhà, rồi lau đủ thứ hết, rồi lau bếp, rồi lau xe, rồi lau mặt cũng được luôn, tại vì cái này mình mở trong bịch ra mình xài lau bịch cũng được luôn. Còn thấy không? Đó bây giờ mình lau thôi. Thấy không? Mình lau sạch sẽ thôi. Đó, vậy là xong.
đó, cái này coi như là corona chết hết rồi đó, vậy đó ha, mình lau hết đó. Thì hôm nay mình mới cái về thì tặng cho mình tắm, thì mình về mình test thử thì mình thấy rất là ok rồi, mình chùi sạch sẽ ha. Cho em biết giá nha, ok rồi, có gì em inbox nha. Bạn nào mà mua số lượng nhiều quá, mua trên 10 cái được free shipping nha, mua trên 10 cái thì free shipping, các bạn lên website thử nha. Rồi đó là đinh lóc xuống hết thôi, rồi đây vậy luôn. Cái giấy này cái đặc biệt hay á, là các bạn có thể giặt đi lại, có nghĩa là xài xong các bạn có thể, nếu mà ở nhà mình lau nhà lau cửa hay là làm gì á, mình có thể giặt đi rồi mình làm lại rất là hay ha. Mình lau sạch sẽ, các bạn thấy không, lau tủ lau đồ đó, cái tủ đồ lau sạch sẽ lên, lau đèn lau điếc luôn ha, lau đèn lau điếc luôn. Và cái hay là nó bám được bụi trong này, các bạn thấy không, nó bám được bụi vô và mình có thể giặt tiếp, mình xài tiếp cũng được ha, mình giặt mình xài tiếp cũng được đó. Giờ mình bỏ vô rồi đó, rồi các bạn thấy không, rất là gọn gàng và sạch sẽ. Và sau đó mình chụp tờ giấy này đi, thì cái tờ giấy tương đương thường thường nó cho hai tờ bự lắm, thì các bạn lấy một tờ mình xài cho làm chân, rồi một cái mình lau cho tay tùm thùm ha, có tay chân luôn đó. Thì ở đây là xong rồi đó, rồi thì ngoài ra để mình vô mình lên thử cái bàn nha, mình lên thử cái bàn trong nhà mình thử coi. Và okay. Mình lau bàn nó rất là sạch, cái giấy này rất là hay đó, mình lau xong rồi mình giặt rồi mình lau lại, thấy không, mình giặt xong mình lau lại cũng rất là ướt nữa đó. Để là chia sẻ cho mọi người nha, cái gì mọi người ai mà muốn mua cái bảng đó thì có thể gọi cho mua liền nha. Tại vì á, vài bữa vô mùa rồi á, là các bạn phải đợi mua rất là khó. Và thứ hai nữa là tâm lý mà, khi khách mà vô tiệm mình á, nó sẽ thấy có những cái như có cái bảng này nó cũng yên tâm lắm. Bạn nào mà có Instagram của Chasnel lên có bạn thấy khách nó rất là thích, nó comment quá trời luôn. Nó nói vài bữa tao sẽ tới cái tiệm này, tại vì nó xây đó. Thì tiệm nào, tại vì cái tâm lý mà, tại vì đôi khi thợ thầy rồi cái người làm cũng vậy, tại vì họ cũng sợ đó, họ đi làm họ cũng sợ nữa, thì đôi khi mình giao một người khách đó thì mình đâu biết được đâu. Ok, chị Thanh thủ cho em số nha. Thì những bạn nào mà nhắn tin trên trang web của mình đó, thì họ mình đưa cho, họ lại đưa cho đó. Thì ví dụ các bạn mua 10 tấm cho lên đó thì các bạn được free shipping đó. Rồi trong cỡ 5 tới 7 ngày là các bạn có, với lại lịch nghỉ còn một tháng mình mới mở cửa, nên các bạn cũng không nên sợ là nó trễ nha. Đó, từ 5 tới 7 ngày các bạn sẽ mở cửa nha. Rồi ngoài ra nữa thì rồi còn có một cái tấm mát nữa. Tấm mát nữa để mình ra mình coi tấm mát này. Mình thì chưa, nhưng mà cái mát thì các bạn nếu có bạn mua thì có thể đợi. Tại biết sao? Tại vì mấy hôm nay mình đi cũng nhiều lắm, nhưng mà mình có nhiều người khách đã hỏi mình á, Alex có bán mát không? Thì Alex cũng chia sẻ là Alex chưa có bán mát gì. How you this black acrylic when move? Oh, system black acrylic when move. Yeah, you can move LED lamp ha, có thể mua được nha, mua được. Để lại cho coi này, đây, mua là vậy này, mua này, đây này, để lại cho coi này, bỏ cái đèn con bên đó, mua được nha, đây, you can see, you can move it, and you take it out, look it, you can move take it out, look it, you see, take it out and you move away and you put on back, nha, you thấy không? Vậy là mình cắt rồi đó, xong mình đem cái tấm này mình đi cắt, thôi mình không xài nữa thì mình đem mình đi cắt ha, ví dụ là không xài nên bỏ bên góc này này. Đó, mình đem cách đi. Đó, nếu mình không xài mình thấy vướng ha, mình đem cách đi. Hoặc á, mà sau cái giờ làm về mình có thể mình đem chùi xong mình đem mình phơi cho khô sạch sẽ được. Thấy không? Tại nó có hai cái chân này. Nó hai cái chân cho mình ha, mình bỏ trong góc này. Đó, bạn nào mà busy quá đó, đi làm xong đem cái tấm này về luôn, đem theo về luôn, về nhà xong dọn dẹp cho sạch sẽ nha. Còn mình có cái tấm này. Mình có thể đem về nhà mình dọn cho sạch sẽ luôn nha. Đó. Đó, vậy là xong rồi. Rồi hai lịch cũng hy vọng là sau cỡ 2-3 tháng nữa, rồi tại vì cái dịch mà ví dụ mình tuân theo mình làm sạch sẽ thì sau 2-3 tháng nữa thì cái dịch nó hết rồi, thì lúc đó mình gỡ ra đi, mình không cần phải xài nữa, đúng không, mình không cần phải xài nữa, mình gỡ ra đi đó, vậy là xong thôi. Rồi ngoài ra nữa thì Alex chỉ nói thêm một cái khúc này nữa. Đây lịch ngồi đây này. Hơi chói xíu mọi người đợi lịch xíu nha. Rồi cái tấm này á, thì hôm qua có cái chị cũng tặng cho mình về cái này, cái tấm này á thì nó có cái hay á, để nói cho nghe. Rồi các bạn thấy Alex không, thấy rõ không, tại cái background này Alex dùng để làm phim làm ảnh, tại hồi chiều là mình
mình mới đi ở ngoài vô nên mình chưa có, mình chưa có con đây. Để xoay con hướng này đi ha, để xoay cái hướng này là nói chuyện cho nó dễ này. Đây bỏ đây cho nó chuyện như dễ đi ha. Đây xoay mọi người tùm lum la luôn, xoay xoay bốn hướng luôn. Cái tấm này á thì mọi người khi mọi người mua thì mọi người có thể đợi ha. Bỏ lên coi. Đây tấm này nè. Đó, giờ lại biết đó, nhiều người hỏi họ mua rất nhiều. Thì cái website mình nó mới bỏ ngày hôm qua thôi đã bị out stock rồi. Mình mới bỏ ngày hôm qua là bị out stock rồi nên bạn nào mà hỏi mua thì đợi nha. Đợi thêm cỡ vài ngày nữa thì có nha, lịch báo cho. Đó thì cái tấm này cái hay á, để mình phân tích cho mọi người hiểu này. Khi xài cái tấm này á là mình chỉ xài khi mình cần thôi. Có nghĩa là sau cái giờ cao điểm, ví dụ như hôm nay sorry mọi người nha, tại vì mình vừa mới đi làm về, mình vừa mới tới cây tới đồ nữa thì nên rồi nó hơi messy xít. Rồi là cái tấm này các bạn xài là khi chỉ ở trong tiệm này các bạn xài thôi, đừng có xài đừng khi mặc nhiều quá. Tại sao từ khi ra lại buôn bán gì cũng vậy á, mình phải nói là cái khuyết điểm trước để làm gì, để mọi người biết được, để mình không có bị sử dụng hay là mình tận dụng nó quá, hiểu không? Có nghĩa là mình xài nhiều quá là cái mắt mình cũng hay. Có nghĩa là nhiều bạn không làm cũng mang, nhớ nha. Nên ngày qua kia là cái anh Hùng nói cũng đúng, anh Hùng nói rất là hay. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chỉ sử dụng khi nào thôi. Tại vì mình vô tiệm mà tự nhiên ai cũng mặc hết á cũng kỳ lắm, đúng không? Mình chỉ mặc khi mình làm thôi, chứ mình đừng có lúc mà mình không làm mà mình cũng mặc cũng rất là kỳ. Đó, anh chia sẻ rất là hay. Đó thì những bạn trong tiệm thì cái tấm này nó cái hàng cái á, là nó có cái số trên đầu này. Đó, nó có một số trên đầu này. Đây mấy bạn coi thử nha. Nó có một số tốt số trên đầu. Nó có vật cho mọi người nha. Đây. Cái này là có người bạn tặng cho mình thôi. À, thì bên công ty cũng nhiều cái hỏi lắm, thì hy vọng mình có thể mình lấy về là mình bán cho mọi người cũng được, nhưng mà có thể là một hai ngày sau mới có hàng rồi. Đó. Thì nó có một cái tấm như thế này nè. Mình chia sẻ rất là rõ ràng nha. Khi mà xài á là nó có một cái tấm như thế này. Thấy không? Cái tấm này là dùng để mình mở ra. Nhiều bạn không mở cái tấm ra là cái mắt mình nó bị ảnh hưởng không có tốt nha. Mở ra, thấy không? Rồi sau đó cái chỗ này nó có sàn cài sẵn, các bạn thấy không? Cái cục xốp này á nó rất là tốt, nhưng có một cái á, nó có một cái nha, mình cũng nói rõ luôn, cái cục xốp rất là tốt, nhưng có một cái là các bạn phải đem về giặt thường xuyên. Tại vì á, các bạn mặt á, cái mồ hôi nó sẽ đọng vô đây, nhớ nha. Tại vì á, khi mình bán cái gì cũng vậy, mình phải nói cho đầy đủ. Tại vì sao lỡ mai cái người về xài á, các bạn biết, các bạn thường hiểu mà đúng không? Tự nhiên cái người nó đem về xài mà không có chịu giặt chỗ này, mà mặc qua ngày kia, cho dù xịt ăn ho đi, nhưng mà ở đây á, là một đống mồ hôi rồi vai rồi chín ở đây nè. Các bạn hiểu lời nói không? Đầu nó đắp trên đầu của mình rất là dơ, nói chung là nó rất là mất vệ sinh. Thì các bạn phải lấy về các bạn xịt ra. Thì cái này ra thì biết là nếu mà nó gỡ ra không có được, thì các bạn có thể lấy về các bạn xịt ra. Còn không nữa các bạn xịt alcohol hay là bỏ về ngâm. Có nghĩa là nghĩ bỏ nước vô chùi sạch sẽ, bỏ xong chùi sạch sẽ xong rồi á, mình để qua đêm mà nó khô rồi ha. Và cái thứ hai nữa thì chỗ này nè, mình dùng cái tấm này nè ha, mỗi khách xong mình xài mình phải xịt như này. Đó, mình xịt như thế nha. Xong rồi nhớ mình phải dùng một cái tờ giấy đặc biệt. Cái tờ giấy á, dùng giấy cũng phải dùng giấy đặc biệt nữa, là cái giấy này. Đó, cái giấy này mình chưa có, nhưng mà để mình coi thì có hàng á. Tại hôm qua mình mới có được 500 thùng, nhưng mà cái người đó họ đặt hết luôn rồi. Cái người đó họ mua về họ, cái giấy này hay lắm, cái giấy này là vừa xài rất là nhiều thứ. Đó, họ mua về họ xài rồi nên mình không đủ hàng. Đó thì bắt đầu mình xé ra. Cái này nó có hai mặt luôn, mình lấy ra. Hồi nãy là mình đã xài một tờ rồi, mình đã xài thôi rồi. Cái giấy cái là nó giặt nó đứt, còn thấy không, nó không có rách này. Nếu mà để là khác thử một tờ giấy khác thử nha, à là sẽ lấy một tờ giấy khác thử. Đây là cái giấy mình hay xài trên nó mình lau này ha, cái giấy này nè. Đó, cái giấy này mà chỉ cần giặt cái thôi là đứt rồi nè. Giặt cái là đứt rồi này, giặt nhẹ nó đứt, thấy không, nó khác, thấy không? Cái giấy này, nhưng mà cái giấy này chùi, mỗi lần chùi á, các bạn đừng có chùi alcohol hay chùi acetone. Nếu các bạn chùi hai cái đó là thua. Tại vì các bạn càng chùi á, là cái alcohol với acetone nó sẽ làm cho cái kiến bị mờ. Lưu ý nha. Cái tại vì ngày xưa mình có làm cho cái, mình có bạn mình làm con hãng kính á, họ nói rất là hay.
Tại bởi vì tại sao nhiều người cần họ phải đi cắt cái kiến họ mang mà họ không dùng cái kiến ở qua mạc? Tại vì khi các bạn dùng cái kiến ở qua mạc là cái mắt bạn sẽ bị cận, và khi các bạn bị cận rồi là sau này các bạn không có bị, có nghĩa là các bạn biết rồi, cái con mắt mình giống như là một cái cửa sổ tâm hồn vậy đó. Nếu mà mình bị một cái rồi coi như là xong, đúng không? Giống như bị què hay bị gì cũng sao mà bị mờ mắt, bị cái kiến coi như là cái ánh sáng mình không thấy nữa, thì các bạn phải biết cách này, thấy không? Xịt cái nước rửa kiến lên, không? Xịt lên sạch sẽ, lấy cái giấy này ha, lau, lau nhẹ nhàng. Nó rất là nhanh và nó rất là nhanh và nó không có cái hạt bụi, các bạn thấy không? Nó không có hạt bụi nha. Này. Các bạn thấy không? Không có cái lông, đúng rồi. Nó không có cái lông. Nên nó rất là sạch và các bạn có thể xài tiếp cho một cái khách theo. Còn không nữa trong tiệm mình á, mình có thể carry tới hai cái tới ba cái. Rồi mình mặc vô thử coi. Đó. Cái này để nãy là kiếm thêm một cái nữa là mình có thể mở lên nữa, mình có thể mở lên nữa. Cái này á, xài được nhưng mà mở lên không được. Cái này phải mở là phải mở ra luôn à, có nhiều cái thì nó mở lên được. Đó, mở lên như thế này. Đó, nhưng mà nhớ nha, là với là hạn chế những bạn mà tóc dài mà bạn mà hay ra mồ hôi ấy, hạn chế hết tóc ngắn bớt đi, đừng để tóc dài quá, tại vì tóc dài quá mồ hôi nó vô đây rất là rõ ràng nha. Đó, xong mình xài tiếp, xong mình xài một cái cách xong đúng không, mình xịt mình xài tiếp. Đó, mình cố gắng trong có thể là 2-3 tháng đầu á, là mình cố gắng mình ý thức một xí. Ý thức đây không phải là một cái xấu hay là mất đi một cái thẩm mỹ của mình. Tại vì á, cái nghề của mình á, là nhờ cái miệng. Tại vì làm giỏi là một phần nhưng nhờ cái miệng mới lưu được khách. Nhưng mà bây giờ mình nói, ví dụ mình sơ bệnh kết đi, mình có được cái miệng đi, nhưng mà lỡ may cái người khách đó họ bị gì, đó là một cái sau này mình bị sau này một cái bạn rất là hối hận. Tại sao mình có bị gì hay là tiệm nó bị coronavirus đó, là cái tiệm nó bị shut down lên. Mà khi bị shut down một cái là phải xịt thuốc xịt đồ và 2 tháng sau nó mới cho. Ví dụ là nói ví dụ 10 tháng 10 tiệm mở ra mà lỡ may 4-5 tiệm bị như thế là tự nhiên nó shut down lên cái ngành nail mình luôn, là mình phải đợi nữa. Tại sao cái ngành nail mình nó có cái nó dễ bị nhất? Tại sao ngày xưa cái nhà ra cái sân bay với cái nhà hàng họ phải shut down trước mà họ không shut down tiệm nail của mình? Tại vì hai cái nó lây ghê quá, tại vì gặp người mà gặp nhau sát nhau không, để mà nó bắt buộc phải đóng liền. Thì bởi các bạn phải có nghĩa là qua cái dịch này rồi mình cố gắng mình ý thức một xí và mình bảo vệ cho thợ mình và bảo vệ cho nhân viên của mình và bảo vệ cho bản thân mình luôn, là khi mà ai cũng an toàn như vậy thì tất nhiên cái dịch nó sẽ qua rất là nhanh. Có thể là 2-3 tháng sau không có dịch nữa thì lúc đó bắt đầu mình mu ra từ từ. Nhưng mà nhớ phải vệ sinh sạch sẽ này kia, và lưu ý nha, vệ sinh sạch sẽ này kia. Đó, rồi vậy là xong rồi ha. Tại vì cái này thì anh thấy nó good, nhưng mà con cái nhớ là đừng có dùng nhiều quá nha. Tại khi mình dùng nhiều quá là nó không có tốt cho mắt của mình, lưu ý nha. Hoặc một cái này anh thấy cũng hay nè, các bạn có thể mua thuốc nhỏ mắt. Cái thuốc nhỏ mắt rất là hay, mình mua ở trong qua mạc hay là vô trong qua đình gì đó, nó bán thuốc sáng mắt của mình đó, rất là hay. Hoặc túi về mình massage mắt mình xí, massage như thế này nè, massage mình bấm huyệt, massage rồi massage là làm vậy này, thấy không? Các bạn đi massage người ta hay làm vậy không? Nó làm vậy rất là hay, nó làm cho mấy cái cơ mắt của mình đỡ đi. Tại vì mình không làm á là mắt mình sau một thời gian á sẽ bị cận thị, nó không có tốt, nhớ nha. Mà rất là đặc biệt, rất là nhìn cho những cái bạn mà bị cận rồi còn phải mang kiến nữa, tất nhiên nó sẽ bị cận hơn nữa, nên phải lưu ý những cái điều đó rất là nhiều, lưu ý nha. Đó, thì đây là những cái mà Lịch muốn chia sẻ cho mọi người, và Lịch cũng hiểu là Lịch không cần phải nói dài nữa, tại vì các bạn cũng đã hiểu được rồi, chứ mình không phân tích ra từng chi tiết nữa ha. Đó, thì những bạn mà chưa có cái kiến á này thì có thể inbox nha, có thể inbox rồi mình sẽ cho các bạn cái chỗ mua. Thì mấy hôm nay mình thấy rất là nhiều người mua, rất là nhiều người, nếu đến bây giờ mình nói là rất có thể là gần cả ngàn khách hàng rồi, có nghĩa là bán gần cả ngàn cái đại khái vậy đi. Rất là nhiều thì mua và họ mua rất là nhiều, tại vì họ muốn share cho customer của mình. Đó, thì những bạn mà chưa có nên có, tại vì sao? Tại vì sau này á, là nhiều tiệm không phải riêng ngành nail của mình không, mà nhiều cái ngành nghề khác nữa họ sẽ đặt hàng. Và thậm chí bây giờ Alex muốn bán cái hàng này nữa, đặt nữa là cũng không có luôn. Họ nói là mà Alex ơi, bây giờ bên công ty anh nhờ mấy cái hãng lớn đó, công ty lớn họ đặt rồi, họ đặt tới mấy ngàn cái, họ đặt mấy chục ngàn cái rồi, bây giờ anh không có thời gian làm cho em được, thông cảm nha. Và thậm chí bây giờ không có hàng để làm cho em luôn, em phải đợi nữa. Thì bởi tại sao mấy hôm nay á, thì có nhiều người hỏi cái kính mà dày, tại cái kính dày cái này nó cũng tựa như nhau à, nó cũng y chang nhau, nhưng có cái nó hơi dày xí thôi đó. Nhưng mà cái quan trọng khi mà Lịch về, tại vì mấy hôm nay là Lịch chưa lấy được cái sample nên mình chưa biết được cái độ nặng bao nhiêu và mỏng nó có bị gì không và dày nó có bị gì không. Thì hôm nay mình nhận được cái mỏng thì mình bỏ lên, mình thấy nó cũng rất là ok và xài cũng rất là ok và không có nặng và rất là an toàn đó. Thì những chị em nào mà chưa có thì có thể gọi cho số điện thoại là 989 868 888 của số 8 nha, có thể gọi vào rồi order đó. Thì
khi đặt xong là đặt xong cỡ tuần là có nha. Đó, vậy là xong rồi đó. Thì sau khi Alex cũng vui, Alex cũng chia sẻ được cái mà Alex muốn chia sẻ với mọi người đó, thì mình cũng nôn nao lắm, tại vì mình thấy cái gì hay thì mình chia sẻ. Và ngoài ra nữa thì khi mình chia sẻ, mình có những cái mà ưu điểm và những cái khuyết điểm mình phải nói ra cho khách hàng để làm gì, để cho họ chuẩn bị, và thứ nhất họ khi họ xài nó không bị gì hết. Thì đó là một cái rất là hay và giúp cho mọi người ha. Rồi sau khi xong rồi thì Alex sẽ cắt vào ha, Alex sẽ cắt vào. Còn cái giấy này á thì mình bây giờ hiện tại mình chưa có, nhưng mà có thể là một tháng sau mình mới có được, tại bây giờ cái giấy là nó làm từ courier, nó làm từ courier đó. Cái đặc biệt của giấy này là mình xài rất là lâu, các bạn thấy không? Này, các bạn nghe không? Các bạn nghe là giặt không? Nó không có đứt, nó rất là gứt, và mình có thể xài, mình chùi, và có nghĩa là các bạn cái giấy này là thấy hình, các bạn biết các bạn vô một cái nhà hàng, các bạn nhớ mà mấy cái sân bay mà mấy nhà hàng mà sang họ hay cho mình một cái bịch khăn đó, mà khăn nóng á, mà họ cho có được nén xí, các bạn thấy không? Alex nghĩ nó cũng làm từ cái giấy này ra, rất là hay ha. Thì bạn nào cần cái giấy này thì vài bữa mình sẽ cho các bạn biết, rồi có gì các bạn đặt hàng đó, thì nó có một bếp kẹt bự lắm. Anh muốn mua 4 cái, ok. Chị Mai muốn mua 1 cái, rồi anh nào muốn mua gì thì hồi cứ liên lạc đặt số với mình, thật để ghi số nó hết, rồi có gì mình lấy order cho, mình lấy order cho nha. Đó, với thứ hai nữa là để lịch nói cho các bạn hiểu này, khi mua là cái hay có là các bạn phải mua là gì, thứ nhất là phải có receipt để cuối năm khai thuế, nhớ nha, phải giữ receipt lại để cuối năm mình khai thuế, và lỡ may bị cái gì thì mình trả được đó. Nên thường thường mình đặt một cái hãng những chỗ nào cũng vậy á, các bạn phải lưu ý, thứ nhất là gì, nó lợi cho mình hay không, ví dụ nó bị bể cái thì cái hãng đó họ có đền cho mình hay không, thứ nhất nhớ nha. Nhất cái thứ hai là gì, lỡ mà mình mua về hay là mình bị cái gì đó mà nó không hài lòng, hiểu không, giống như họ nói, các bạn có thể đổi lại. Cái thứ ba là gì, các bạn có thể cầm cái tờ giấy đó, các bạn cuối năm các bạn khai thuế, các bạn cũng bị thiệt thòi hết, nhớ nha, khai thuế. Đôi khi có thể mình mua nhiều nơi whatever đi, tại là có nhiều nơi, tại vì mỗi giá mỗi khác nhau chứ mình cũng không nói được đó. Nhưng mà hy vọng là khi mà các bạn mua là các bạn không, sau này các bạn mua ai thì không được trách ai hết, tại vì sao, mình tự mình mua, hiểu không? Bây giờ mình mua cái người đó quá mắc, hay là cái người đó quá rẻ, hay là cái người, hay là mình mua ở bên nước nào whatever đi, rồi sau mình trách người ta không có được. Tại vì khi mình mua là mình phải hỏi cho đủ information là mình được những cái gì, được quyền lợi gì, thì sau khi mình hiểu được cái đó và họ đồng ý, và sau khi mua xong rồi á, muốn make sure là phải có cái receipt, cái copy receipt á, là đến cuối năm mình khai thuế. Cái khai thuế nó quan trọng lắm, tại vì mình có thể lem vô được. Ví dụ như mình mua cái bảng 50 mấy đồng đi, nhưng cuối năm mình khai cũng được 50 mấy đồng không? Chứ giờ mình mua một chỗ mà mình không có cái giấy thích, mà cuối năm cũng như không, mình tiết kiệm được ví dụ 10-15 đồng rẻ hơn, hay là 20 đồng rẻ hơn, nhưng cuối năm khai thuế cũng được là cũng không hay. Nên mình phải hỏi cho đủ tất cả mọi nơi đó. Thì là chỉ mỗi nơi bây giờ thì mọi nơi đều họ buôn bán, họ đều có giấy thích copy rõ ràng hết. Thì hy vọng các bạn, những bạn nào mà chưa có, nên chuẩn bị cho cái tiệm nail của mình, cho chuẩn bị, có thể là hôm nay là ngày mấy rồi không biết nữa, hôm nay là ngày 18-19 rồi, là có thể là thêm 3 tuần nữa, 4 tuần nữa có thể trở lại làm. Nhưng mà lại thấy cái tình hình là Lịch nghĩ chắc có thể là giữa tháng 5 Lịch nghĩ cũng chưa xong đâu, tại vì sao, có thể tháng 6 thì qua cái dịp này thì mình thấy có nhiều cái để mình thấy được. Thôi bây giờ Lịch cũng mệt rồi, chập nữa Lịch sẽ tới mọi người sau nha. Rồi bye bye mọi người nha. Thì bạn những bạn nào chưa có thể lên, mà cái này có thể lên ha, thì họ inbox mình luôn, cái gì mình chia sẻ cho. Rồi ngoài ra nữa thì các bạn nhớ nha, có một cái nữa là qua lại là cũng hay là nói like á, đúng rồi, nhớ tiệm nail của mình, nhớ mỗi buổi đêm phải chắc giờ này nè, giờ này phải chắc camera tiệm của mình. Nhiều tiệm nail bị đập bể và vô họ ăn cắp acetone, alcohol, nhớ nha, họ ăn trộm những cái đó, tại bây giờ mua không có nữa, họ đi ăn trộm mấy cái tiệm nail. Nên các bạn phải nhớ nha, chắc camera tiệm mình thường xuyên, và những cái máy dũa của mình á phải đem về đi, đừng để cho đâu hết nha. Tại vì mình để ngoài tiệm rất là nguy hiểm, tại sao nó vô nó lấy của mình, chớ nha. Rồi bây giờ mình đã làm được một điều mà mình hai lần rồi, có nghĩa là gì, là mình đã nói tới một được mọi chia sẻ với mọi người rồi. Rồi bây giờ nữa là với lại Alex cần mua 10 cái website mua nhé. Đúng rồi, ok. Bạn nào mà mua 10 cái trở lên đó, bạn nào mà mua 10 cái trở lên đó thì lên website nha, lên website thì nó còn hẳn lên website nha. Lên website mua thử đi, 10 cái trở lên. Để là coi đây. Hương Trần cũng mua này, rồi Bình Nguyên này, rồi Mel đèn nó quá trời người luôn. Đó, làm kín được không? Vậy nó làm kín kín được không anh? Nó ngồi nó xuống cũng chết. Lâu. Tại vì cái này sometimes mình nói skill thôi.
Thật sự nói thẳng á, đôi khi mình ngồi mình suy nghĩ đi, virus nó có thể bay xung quanh được, nhưng mà cái mạch đối mạch, tại sao mình đi Home Depot, mình đi mọi nơi mà người ta kêu mình phải cách xa 2 feet? Thì các bạn cứ để ý đi, bây giờ làm nail mà các bạn đâu ngồi 2 feet, 2 feet các bạn làm nail được đúng không? Các bạn có thể nào ngồi 2 feet mà làm nail được hết? Các bạn thò tay ra đâu được đúng không? Mình đâu có làm nail được ngồi 2 feet, thì mình phải có cái kính này mình chặn lại nó an toàn hơn. Và thứ hai nữa là mình chỉ thấy cái tay người ta thôi, tại vì cái này là mình xài để cách 1-2 tháng thôi, chứ nó không phải là dùng cho để sau này. Các bạn hiểu là nói không? Đó, rồi sau này ví dụ như mình dùng cái kính này á, mình cắt mình làm chuyện khác cũng được nữa, ai cần mang đó thì làm được chết liền, ai cần mang đó chết liền. Thì cái đó bởi là lịch nói á, bởi này lịch nói á, những người cảnh á, cũng tội nghiệp cho họ. Tại sao mình nói cái gì mình cũng có lý hết á, đúng thì lại nói đó, anh lại có nói là cái tiêu cực á, cái ưu điểm, cái khuyết điểm á là tội nghiệp cho mấy người cảnh, tại sao họ bị cảnh rồi họ phải đeo thêm cái kính này nữa. Nếu nữa thì khỏi cần phải đeo cái kính trên mặt mình, tại có cái kính rồi đúng không, mình chỉ đeo khẩu trang đeo kính thôi, rồi chỉ có cái gương là xong rồi, đâu cần đeo cái kia làm gì. Còn mà lỡ em nào mà sợ chết, mà nghĩ nếu mà sợ chết thôi ở nhà làm, ở nhà ngủ ở mấy tháng cho hết đi làm, chứ đi làm mà sợ nó sao làm, mà ở nhà nữa là tiền đâu mà chi phí đúng không, đâu có tiền đâu mà chi phí, rồi nghèo nữa hả, nghèo nữa còn gặp Alex, nghe Alex nói nó nghèo luôn đúng không, nó đã nghèo rồi đó, còn gặp Alex nữa hả. Thì nói chung nó có nhiều cái trường hợp, thì những bạn nào mà cần đó thì mình giúp đỡ nha. Đó, vậy là xong rồi đó. Thôi mình bye bye mọi người nha. Để mình vô cho rồi. Mình cũng hôm nay mình làm nguyên ngày mình mệt quá rồi. Gì lẽ vậy? Đâu nữa đi chậm gì? Cưng khổ lắm đây, cưng cũng khổ lắm đây. Tại CEO đúng rồi, rất là khổ. Bây giờ ai cũng khổ hết, ai cũng khổ hết. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình ở nhà hoài nữa lấy tiền đâu mà đi làm. Với lại thật sự qua kênh dịch này rồi á, thì các bạn biết á, ở nhà không có sợ. Nghèo Alex bán thuốc gì. Ở nhà một tháng chính phủ cho ngành 2 không có sợ, mà tội nghiệp cho mấy chủ tìm neo, là tội nghiệp cho những người bạn mà mua nhà hơi mắc tiền, hay những người bạn mà chưa trả pay up, phải trả sao, phải trả một số tiền rất là lớn. À, giống như Cali nhà Alex này, nhà này trả gần 3,000-2,000 tháng, nhà không bự, nhà vừa thôi, nhà nhỏ lắm. Tại vì ở Cali bây giờ mà kiếm nhà 3 phòng 2 phòng á, mà 3,000 là không có nữa, không có, nhà phải 3,000 mấy trở lên, ngày xưa có 2,500 à. Mà cái nhà này mà Alex ở bên chỗ Arizona, Alex mướn tháng có được 7-800 mà, 3-7-800 mà. Nhưng mà bây giờ các bạn biết đâu, cái quan trọng không phải là cái ngày xưa tại sao mình ở, nhưng mà tại vì bây giờ xảy ra và ai cũng như vậy thôi. Đó, nên đau nhiều hay đau ít thôi. Thuốc trị nghèo. Đúng rồi, Alex có bán thuốc trị nghèo nữa. Có bán thuốc trị nghèo nữa. Thành ơi, lấy giùm ly nước nè. Lấy em dùng ly nước. Lấy giùm ly nước à. Thì mình đâu có biết được không, cái trường hợp nó xảy ra như thế này không? Cũng tám mà, người tám gì quá. Đó. Rồi đó, vậy thôi là xong rồi đó. Rồi bây giờ nữa thì Alex tạm biệt mọi người. Rồi hy vọng thì Alex sẽ có những cái show, rồi làm những cái này kia cho mọi người xem cho nó đỡ chán nha. Nước pha đó, nước trong cái pha nước ly thử anh uống thử nè. Chỉ nghe một vị đó. Đứng này, bên Alex đó các bạn biết không? Alex 1 tháng Alex chi này. Đây là nói cho nghe này. 1 tháng Alex chi mà supply, tiền rent supply, rồi tiền rent bên warehouse. Warehouse tại mình có hai cái công ty, là một công ty một cái chỗ mà làm hàng chứa hàng để làm sản xuất hàng, rồi một cái chỗ để bán supply và dạy lớp và này kia và bán sản phẩm. Hai chỗ một tháng mình cũng gần, ví dụ như mình một tháng mình cũng gần hai mấy, ví dụ gần 20,000 đi, rồi tiền nhà không mấy ngàn nữa, các bạn nghĩ đi, 3 tháng trời này mà gần 60,000, mà không có nghĩa là nó ngưng cái là coi như mất 60,000, phải làm 60,000 có nghĩa là không làm không có tiền phải mua vô nữa. Ý là Lịch đang nói là một cái ví dụ chứ không phải là Lịch tìm đa, Lịch đang nói là mình nghèo là mình bị gì đi, tại có nghĩa là tất cả mọi người cũng giống như nhau thôi, thấy không? Thì cái tiền nó quá cao đi, mà bây giờ Trung có cho mình có ngành 2 à, nhưng mà có mình đỡ hay không mình cũng cảm ơn tổng thống rồi, mình quá cảm ơn rồi, ổng quá tốt rồi, nói thẳng ra là ổng quá tốt đi đó, ổng giúp cho mình vậy là quá tốt rồi. Có nghĩa là sao, cũng có cái hay ở Mỹ á, khi mình mướn nhà nó có một cái lịch không được đuổi người ta ra, ngày xưa là 2 tháng, bây giờ là 3-4 tháng, nó cũng cái hay. Nên với lại bây giờ tiền điện thoại, ngày qua điện thoại nhắn tin cho mình nó xạo nha,
đây là nói nghe này, thường thường á là nó chặt phay mình qua lại trong cái điện thoại, là trong cái account của mình luôn, mà tháng trước á là nó cho mình miễn phí, mà nó không có phí cho mình, nó chặt mình, xong ngày hôm qua lái xe thì nó gửi tin nhắn cho mình, you lucky now you don't have to pay this month because it for free. For free. Mà những bạn nào mà có bill á, những bạn nào bill về nhà thì nó cho miễn phí, mà bạn nào mà để account sẵn trong cái tài khoản đó là nó chặt nha. Có nghĩa là nhiều nơi nó chạc, và cũng giống như tình trend vậy, chủ có nhiều chủ phố nó cho miễn phí. Đây là lần đầu tiên Alex uống cái nước Garden á, cái nước mà cái máy nước lọc á, uống rất là good, uống không nghe mùi luôn, very good. À. Đúng rồi em, Alex. Alex là bao giọng rồi, Alex là bao cho Trung rồi. Nói chung á, cái gì cũng vậy. Nói chung á, mình làm cái gì mình không thành thể hiện, đúng không? Nhưng mà mình làm những cái gì tốt. Thật sự cuộc đời này không có ai đúng hay sai, không có ai hoàn hảo hết. Nhưng mà cái trước mắt là gì? Mình thấy người đó làm đúng, thấy không? Thì tất nhiên mình thấy người làm đúng, thì cái chuyện nó nhiều. Tại vì á, không có ai mà quá giỏi, mà không có ai mà không là không mắc lỗi hết. Các bạn hiểu Alex nói không? Nhưng mà cái tích kết mình thấy người đó làm tốt quá, hiểu không? Chứ không phải là nếu nói hoàn hảo là không có rồi. Đó thì mình sẽ bầu một vé cho ông Trung. Đó, còn ai bầu thì cứ bầu ha. Mình là một vé rồi. Đó. Thôi Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Alex chúc mọi người một ngày cuối tuần vui, một đêm vui vẻ này. Tại Alex biết giờ này ai cũng rảnh hết, giờ này ai cũng rảnh hết. Alex bye bye mọi người nha. Nãy giờ mình nói quá nhiều rồi. Tại Alex biết là mọi người thích Alex nói chuyện tào lao nè, với chuyện này kia. Giống chị Mai này, hồi nãy là hỏi bản rồi, bây giờ là hỏi bầu ông Trung này, thấy chưa? Thì cũng nhiều chuyện đó này, ở San Jose này ha. À. Ok, máy em mở sao đi. Máy mở sao đi. Đây Alex có qua là cứng cái máy này hay mọi người này. Cái máy này này. Không biết mở sao nữa. Bứng cái ra cho nè, bứng cái này. Có cái máy này uống nước đã lắm, uống nó không nghe mùi luôn. Này, cái máy này là cái máy nước này ha. À, cái nước này nước của Garden đó, anh uống nó khác lắm, nó rất là good. À, mình thì không có bán, mình chỉ bán cho ai thôi. Chứ ai là thấy ai bán nhà là giới thiệu thôi. Chứ mình không phải là mình có một cái ý đồ kinh doanh gì trong đó hết. À, nếu mà sau này thất nghiệp nữa thì mình nói anh ơi, cho em đi theo anh một chân kinh doanh nha, được không? Đó thì mình có nói ổng rồi. Gia cũng bầu cho, Gia cũng bầu cho em. Ok rồi, nhảy quá. Bảo đảm ở Việt Nam mình nhiều người cũng bầu cho ông Trung lắm. Ở Việt Nam mình, ở bên Việt Nam mình á, thì cái đó mình cũng thấy là rất là hãnh diện. Đó. Nói chung là người Việt mình bây giờ rất là, nói chung là có, rất là có lòng, nói chung là có cái gì rất là open, đại khái là vậy. Máy gì mua ở đâu hả? Máy này là hơi nhiều chuyện đó thôi. Khi nào đi chị ơi, khi nào đi mất công, bây giờ em nói mất công người ta nói em đi khoe nữa, khổ lắm rồi. Thôi em bye bye mọi người nha.